Phát triển mạnh kinh tế biển, nhất là các ngành như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải, khai thác dầu khí và các tài nguyên khoáng sản biển khác, phát triển công nghiệp ven biển, năng lượng tái tạo. Đây là một số định hướng trọng tâm từ cuộc họp Hội đồng thẩm định quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì chiều nay. Quy hoạch này được xây dựng dựa trên quy hoạch tổng thể quốc gia đã được phê duyệt trước đó. Theo đó, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung gồm 14 tỉnh thành, chia làm 3 tiểu vùng với các định hướng khác nhau nhằm phát huy tối đa lợi thế riêng có. Tiểu vùng Bắc Trung Bộ sẽ trở thành trung tâm công nghiệp nặng với các khu vực ven biển 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Tiểu vùng Trung Trung Bộ là vùng kinh tế động lực có tác động lan tỏa, lôi kéo và thúc đẩy sự phát triển của toàn vùng. Tiểu vùng Nam Trung Bộ là trung tâm dịch vụ, du lịch biển, năng lượng tái tạo của vùng và cả nước. Ban soạn thảo khẳng định, kinh tế biển chưa được ưu tiên phát triển thời gian qua sẽ được tập trung phát triển trong thời gian tới, đồng thời gắn liền với các ngành dịch vụ, lưu trú, ăn uống. Cũng theo quy hoạch, một số địa phương như Khánh Hòa, Thừa Thiên Huế sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Tại cuộc họp, các chuyên gia cơ bản đồng ý với bản dự thảo lần 1, tuy nhiên đề nghị làm rõ thêm tính liên kết trong quy hoạch vùng. Quy hoạch vùng không chỉ là quy hoạch các tỉnh cộng lại, vì vậy cần nhấn mạnh các dự án có tác động kết nối ít nhất 2 tỉnh với nhau. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến các nhà khoa học, chuyên gia, tiếp tục hoàn thiện quy hoạch, phấn đấu hoàn thành bản quy hoạch Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung trong năm nay.